Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình, lọc chi đi này, quá khỏe luôn nha. Đây, cây này một cốt rất là già luôn, rất là già cây nha, đây, già này, rất là lão luôn. Cây này có mã số là 262, có cái hoành gốc là 94 nha, cây cao là 80 tới cái đầu thân chính nhà mình, cây đang nằm bầu đất là 50. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 2 triệu 7 bao ship nha mình. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen. Đây, cây rất là già luôn, chi cành này. Quá sung luôn nha nhà mình. Cái này về mình lên cái chậu giam nó nữa là ok luôn. Vô chậu lên dây định hình nữa là tuyệt vời luôn nha. Cây form rất chi là chuẩn luôn. Già lão cây. Cây quá chi là ok luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý cây nào cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen. Rất là già cây luôn. Đây cành này, quá khỏe luôn. Rồi mã số 262. Giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 2 triệu 7 bao ship nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.